kênh Cần Thơ Cái Sự. Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã trở lại với kênh cập nhật tình hình tại thành phố Cần Thơ mình nghe cô chú anh chị. Đám mưa nói chung là buổi trưa nay khá lớn, nói chung là đường xá rồi cũng ngập hết trơn, mưa khá lớn như cô chú. Buổi sáng có thể là hôm nay là có thể là mưa nguyên ngày luôn á. 11 giờ trưa, 11 giờ rưỡi là bắt đầu mưa đó. Lớn lắm, hôm nay mưa lớn, đám mưa khá to. Đứng đây cũng phải che chắn dù ha. Nói chung là mưa lắm quý cô chú anh chị. Bầu trời là âm u nè. Dự đoán là hôm nay là nguyên ngày và tối luôn á. Chúc sức khỏe với cô chú anh chị ha. Một số hình ảnh về của thành phố Cần Thơ hiện tại như thế nào thì ghi hình cho cô chú xem. Thấy vậy chứ ngoài đường nó ngập đường hết rồi, lúc nãy mới về đó cô chú, ngập hết rồi. Trời hôm nay âm u quý cô chú ơi. Đây ngập hết rồi. Giờ đỡ rồi đó. Rồi tạm biệt quý cô chú ha. Rồi xem nhớ nhấn vào cái nút đăng ký kênh và like video nha cô chú anh chị. Chúc sức khỏe với cô chú luôn. Rồi cập nhật tình hình cho cô chú ha, thời tiết tại thành phố Cần Thơ cô chú anh chị. Tạm biệt và hẹn gặp lại luôn.